Còn nhân ngọt á hay là 20. Bị mở mắt. Ờ nó không nhân ngọt không có mở. Ừ. Con này là mở mắt rồi. Ủa rồi sao cái này làm sao vậy rồi cứ... Xe lá chuối này tôi biết đường nào tôi mở mắt đâu á. Sao vậy? Giờ có nhỏ nhỏ xíu nè. Nè hết lá. Giờ giờ đâu rồi lá nãy chị mời. Bắt đầu bả bệnh luôn mày. Bả bị khô não. Đem cái chén lại một cái đi ta xúc luôn. Đem thêm cái chén coi coi. Đây gói bánh này rồi tôi nhớ liền, nhớ bả liền rồi đó. Bậy rồi đó. Làm bạn như bữa bự đi, bả làm như nhiều lắm mà. 2 ký đậu vừa thôi. Không đủ đó. Thấy cái tiếng mà để lá là cô quê tự nhiên nó đi đánh chi cho khổ không. Kéo xúc mẹ nó đi ở đó hút hút nào. Đánh là nhanh dữ luôn nha. Đòn quá trời đó người. Ừ, đòn ta đâu quá bự lắm á. Con hơi nhỏ thì mình thấy lá chuối nhỏ xíu. Nó gì nhiều hơn. Nó còn mở ra bự lắm. Đâu lá chuối nhỏ, lá chuối không có nhỏ đâu nè mày. Kéo rồi, kéo rồi. Kéo đâu ảnh hả? Mua tép sữa đậu nành đi Phan ơi. Ủa cháu ngoại tép sữa đậu nành Phan. Đưa kéo qua bên đây rồi nè. Ở dưới còn kéo này không ăn? Quý chứ ạ. Dưới nhà. Quý. Đi xuống kéo. Vô lấy cái kéo nữa đi con. Đưa qua đây. Chạy đi kéo nữa đi. Chạy đi kiếm cái kéo nữa đi con. Là cô ăn nhóc ạ. Cô ăn có, cô ăn có kéo. Rồi chưa? Ai? Tôi. Chưa. Nước dừa, ổ dừa đâu ra? Hả? Mới mua. Mua hả? Ừ. 12.000. Ta. Chiều qua dặn rồi đó. Kệ để hồi cho nó rút. Trời ơi. Vừa. Chỗ muối vô rồi đó hả? Trời. Vâng, cháu sẽ quay lại. Vừa nãy bằng máy em quá ha. Tao cũng về mắt có bánh nữa chứ thôi tao tiếp. Để tao trộn rồi ấy. Cái này là nước trắng hay nước gì đi? Nước trắng, nước mưa, dắt nước cốt đó con. Ừ. Mày đi về ngoài hay gì? Ừ, dạ, vâng. Nhau con lắm rồi. Vậy đó hả? À. Nấu là phải nhớ nha. Nó chơi cha
Cháu đâu có chê. Trời ơi, nó giỏi lắm này con này. Cháu đâu có chê. Này dân dân đại học con còn thiếu mày. Dạ, chọn này hả? Ừ, chọn miếng được. Chứ thèm người ta hơi cái này hơi cứng, cái này khó chọn. Không cứng. Để chút tâm nêm thử coi. Không cứng nha, con nêm vừa không mà có nêm cứng. Con làm đồ ít chứ làm mặn lắm. Cái này là chết đó. Sao? Dính cái móc ra chết luôn rồi. Thôi toàn rồi. Rớt xuống. Quả này chị diễn vỡ rồi. Quả này rớt vỡ xuống nãy trời ơi. Vỡ luôn nhỉ? Nhì quá. Nhiều nhờ. Ui. Chị là ít rồi đó. Rồi hả? Chị cứ nghĩ là nó sẽ vẫn còn. Ăn cái ở trong không? Ăn gì? Có. Ăn chứ. Đây. Xong bể luôn à? Cứng.